Diễn viên Dương Mịch xinh đẹp, trẻ trung tuổi 38. Ở tuổi 38, diễn viên Dương Mịch vẫn luôn chiếm được tình cảm của khán giả bởi nhan sắc quá đỗi ngọt ngào cùng gu thời trang vô cùng cuốn hút. Theo Sina, người đẹp Dương Mịch làm khách mời một số buổi ra mắt bộ sưu tập trang phục, giày nữ. Ngày 28 tháng 9, cô xuất hiện với mẫu đầm thuộc dòng Haute Couture thu đông 2024 của Giorgio Hobica. Cô xách mẫu túi ánh bạc của nhà mốt Christian Louboutin. Diện thiết kế ôm sát, tạo điểm nhấn hình cành hoa, uốn dọc cánh tay, Dương Mịch phối giày và túi xách đồng điệu màu sắc. Hàng nghìn khán giả nhận xét người đẹp mặc đồ tôn vóc dáng tuổi 38. Theo hộ khẩu lưu, Dương Mịch kiên trì tập gym, duy trì vòng eo không vượt 60cm. Cô theo đuổi lối trang điểm căng mọng, trong suốt. Tại show diễn khác, người đẹp mặc blazer của nhà thiết kế Pháp Alexander Vautier. Người đẹp tiết chế nữ trang khi theo xu hướng tối giản. Người đẹp là một trong minh tinh nổi bật, đắt sâu quảng cáo nhất làng giải trí Hoa ngữ. Dương Mịch còn là diễn viên nữ có fan đông nhất trên Weibo với hơn 110 triệu fan. Dương Mịch tốt nghiệp khoa biểu diễn ở Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, được chú ý từ năm 2006 với vai Quách Tương trong Thần Điêu Đại Hiệp. Năm 2009, cô được chọn là một trong tứ tiểu hoa đán của màn ảnh Trung Quốc. Người đẹp gây tiếng vang qua Cung Tỏa Tâm Ngọc, Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Phù Giao Hoàng Hậu. Vài năm trở lại đây, sự nghiệp Dương Mịch gặp nhiều khó khăn khi thất bại liên tiếp ở cả mảng phim truyền hình lẫn điện ảnh. Không chỉ vậy, nữ diễn viên cũng bị soi nhan sắc có nhiều dấu hiệu lão hóa, già hơn hẳn các đồng nghiệp cùng lứa. Mới đây, Dương Mịch đã tham gia ghi hình show Trốn Thoát Khỏi Mật Thất. Loạt ảnh tạo hình đẹp nức nở của cô được chia sẻ lên mạng xã hội, thu hút rất nhiều sự chú ý. Cư dân mạng đã dành rất nhiều lời khen cho mỹ nhân sinh năm 1986. Nhiều người cho rằng trông cô đầy khí chất nhưng vẫn vô cùng quyến rũ. Số khác lại ngưỡng mộ vẻ trẻ trung đến khó tin của Dương Mịch, dù thực tế cô đã bước vào độ tuổi 38. Khi xuất hiện tại show diễn Lô Yêu Xuân Hè 2025 nằm trong khuôn khổ tuần lễ thời trang Paris, minh tinh Trung Quốc Dương Mịch nổi bật với thời trang trẻ trung. Lựa chọn áo khoác và quần lửng ống loe cùng màu, kết hợp giày cao gót quai mảnh giúp ngôi sao Cung Tỏa Tâm Ngọc ăn gian chiều cao. Bên cạnh đó, kiểu tóc buộc tối giản cùng lối make up tự nhiên càng giúp diện mạo nữ diễn viên thêm phần trẻ trung, năng động. Trong vòng 5 đến 6 năm trở lại đây, người đẹp không có dự án nào gây được tiếng vang dù chăm chỉ làm việc trên phim trường, cũng như phủ sóng dày đặc từ điện ảnh đến truyền hình. Nhiều người cho rằng cô có lối diễn xuất một màu, lặp lại hình tượng các nhân vật trước đó vào nhiều bộ phim. Tuy nhiên, Dương Mịch vẫn luôn chiếm được tình cảm của khán giả bởi nhan sắc quá đỗi ngọt ngào cùng gu thời trang vô cùng cuốn hút. Vẫn luôn đầu tư cho tạo hình trong mỗi lần xuất hiện tại thảm đỏ, người đẹp xứ Trung nhận được nhiều lời khen. Gu thời trang của cô vẫn được đánh giá cao về độ tinh tế và là hình mẫu của nhiều cô gái trẻ.